đến. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra và mình đang rất nóng lòng để có thể kể với các bạn. Hãy cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý trong tuần này nhé. Và mình là Mai Phương, chào mừng các bạn đến với tin tức Thức trắng 12 ngày để phá kỷ lục Guinness. Nghe có vẻ thật ấn tượng, nhưng hậu quả của hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe mà còn khiến cho YouTuber trẻ tuổi người Australia phải trả giá đắt khi bị cấm sóng. Tỷ phú Mark Zuckerberg đã gây bất ngờ khi dựng tượng vợ Priscilla Chan ngay trong vườn nhà. Hành động lãng mạn này thể hiện tình yêu sâu đậm và phong cách sống độc đáo của vị tỷ phú. Liệu đây có phải là khởi đầu cho một trào lưu mới trong giới siêu giàu không nhỉ? Một hành động ấm áp và bất ngờ từ DJ Alan Walker đã khiến cộng đồng mạng xúc động. Sau khi xem video về vụ mất cắp xe đạp, anh đã đến Việt Nam tìm ra người bị mất và tặng họ chiếc xe đạp mới. Hành động có 102 này đã nhanh chóng lan tỏa và khiến cho nhiều người ngạc nhiên thích thú. Ngày 21 tháng 8, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã làm nên lịch sử khi kênh YouTube cá nhân của anh đạt mốc 10 triệu người đăng ký chỉ sau 11 giờ, sở hữu nút kim cương danh giá. Với những video chia sẻ về cuộc sống và những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ, Ronaldo đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Hạnh phúc bắt nguồn từ sự tử tế và ở Hà Nội có một quán phở đặc biệt trên phố Bảo Khánh. Khách hàng không chỉ thưởng thức hương vị thơm ngon mà còn có thể treo thêm bát phở cho người khó khăn. Mỗi bát phở treo là một hành động sẻ chia ý nghĩa. Nếu có cơ hội đến đây, các bạn hãy thử trải nghiệm treo những bát phở này lên nhé. Ấy, đừng rời màn hình nha, bởi vì còn rất nhiều những tin tức hay đang chờ các bạn khám phá đấy. Nghe nhạc chuyện bán trên chương trình, chắc chắn các bạn đã biết mình đang nói về cái gì rồi đúng không? Chính xác, cơm sốt La Bù Bù đang khiến giới trẻ Việt Nam phát sốt. La Bù Bù, những chú quái vật nhỏ xinh đến từ Hồng Kông đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Với số lượng hạn chế và thiết kế độc đáo, La Bù Bù không chỉ là một món đồ chơi mà còn là một món đồ sưu tập giá trị với giới trẻ hiện nay. Chính vì vậy, việc sở hữu một chú La Bù Bù đã trở thành niềm mơ ước của nhiều người. Bằng chứng là hàng trăm người đã sẵn sàng để xếp hàng 2 tới 3 ngày để có thể sở hữu cho mình một em La Bù Bù. Nếu mà có một em thì kể ra cũng thích thật đấy. Nhưng mà các bạn thử nghĩ xem, tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc như vậy cho một em La Bù Bù, vậy có đáng không? Nó rất là mất thời gian ý, mà mình cũng không nên xếp quá lâu tại vì sẽ ảnh hưởng đến công việc. Mình là có thể là đáng bởi vì là trong cái thời gian đấy là có cái giảm giá, trong đấy nó giảm giá nên là mọi người sẽ xếp hàng, mình đợi mua được nó còn hơn là mình không xếp hàng, mình không mua được nó. Nếu mà mình có tiền thì mình có thể tiết kiệm thời gian hơn, ví dụ như mình book người đi đứng hàng hộ này, hoặc là mình có thể đặt ở trên sàn cũng được. Em thấy là không nhất thiết là phải bỏ thời gian ra để đứng đấy, hơi vô nghĩa. Nếu mà họ đã bỏ ra công sức như thế thì đó là cả một sự kiên trì và kiên nhẫn của họ. Khi mà nếu mà mua ở trong store thì sẽ có một mức giá sẽ dao động trung bình từ 300.000 đến 400.000. Nhưng mà nếu mà mua lại resale thì nó có thể đến vài triệu hoặc 3-4 triệu. Đó là điều rất bình thường đối với những bạn resale mà có những cái bản mẫu limited hoặc là collab gì đấy rất là xịn. Thì việc các bạn có thể mua tại store đó là một điều hết sức là quý giá cũng như là tiết kiệm rất được nhiều tiền. Và nó là một điều có thể khiến cho các bạn nổi tiếng lên nếu như các bạn được biết đến ở trên mạng xã hội. Theo mình nghĩ thì đối với học sinh chúng mình thì cũng không nên đâu. Nhưng đối với người lớn thì tùy theo thời gian, sở thích và thu nhập của mỗi người, miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống là được. Và đó là ý kiến của mình, còn bạn thì sao? Thú vị đúng không? Vậy thì đừng quên dành tặng cho chúng mình một subscribe và một like cho video này để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn khác nhé. Nếu mà nói về môn thể thao đang hot nhất hiện nay thì chắc chắn cái tên Pickleball sẽ là cái tên được nhiều người nghĩ đến. Với những ai chưa kịp biết đến thì Pickleball là một môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn đang làm mưa làm gió trong cộng đồng thể thao Việt Nam. Với luật chơi và dụng cụ đơn giản, đây có lẽ là môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, mang đến những giờ phút vận động vui vẻ và thư giãn cho mọi người. Thế nhưng gần đây, bộ môn này lại có nhiều ý kiến trái chiều về việc mặc trang phục cũng như là mục đích tham gia của người chơi. Nếu mà mặc đồ quá ngắn hoặc là bó thì có thể gây ảnh hưởng đến môn thể thao đấy, tại vì là sẽ không được linh hoạt trong cái sự dịch chuyển, sự khi mà đánh bóng ấy ạ, thì nó sẽ gây khó khăn cản trở của mình. Cái này là do nó đang là trào lưu nên là nó thế, chứ kể cả là có chơi cầu lông, bạn chơi tennis thì bạn cũng phải, là phụ nữ thì cũng phải mặc như thế để di chuyển nó mới dễ, thì bạn có chơi thể thao. Chứ mình thấy vấn đề đấy là vấn đề bình thường thôi. Chứ dạ, chắc do tennis hay cầu lông thì mọi người không chụp ảnh nên nhiều nên mọi người không nói, chứ giờ mà có chụp ảnh thì chắc cũng sẽ bị mắng. Cảm thấy ăn mặc như thế không thể hợp khi đi chơi cái môn đấy. Nếu mà mặc quần ngắn quá thì mình sẽ bị hở lắm. Đi ra mọi người nhìn sẽ xấu hổ lắm. Như mặc quần thể thao sẽ rõ hơn. Không quan trọng lắm mà cái đấy nó sẽ không ảnh hưởng đến việc mình chơi thể thao và nó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến tinh thần. Quan trọng là mọi người cảm thấy thế nào và mình cảm thấy thế nào thôi. Chắc là có tại kiểu môn này là dành để tập thể thao mà mọi người chỉ kiểu sống ảo thì nó sẽ không còn nổi bật nữa và sẽ thêm nhiều làn sóng dư luận hơn.
Mình nghĩ là không thể đánh được, tại vì có thể họ cả chưa họ cả chụp được, nên là không thể lấy số đông đấy xong rồi ra đánh giá được. Trang phục và hình ảnh cũng chỉ là những yếu tố bên ngoài khi chơi pickleball hay bất kỳ một môn thể thao nào khác. Quan trọng nhất là chúng ta cùng tạo ra một cộng đồng thể thao lành mạnh, bổ ích các bạn nhé! Sắp đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 rồi, các bạn đã chuẩn bị được gì cho ngày lễ trọng đại này chưa? Một trong những trào lưu đang nhận được rất nhiều sự hưởng ứng đó chính là trào lưu vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà. Trông thật là tự hào và dâng trào cảm xúc phải không nào? Vậy các bạn có theo trào lưu này không? Vẽ cờ trên nóc là để tôn vinh về nước Việt Nam đã thống nhất đất nước và tưởng nhớ lại Bác Hồ với cả những chiến sĩ anh dũng đã hy sinh trên chiến trường ạ. Yêu Tổ quốc của mình và mình cảm thấy rất là tự hào khi mình là người con người của Việt Nam ạ. Kính trọng mọi người trong nước ta và cũng như là rất là tôn trọng lịch sử xong rồi là văn hóa nước ta. Mình sẽ treo bởi vì nóc nhà, bởi vì ông bà mình không cho trèo lên. Ông bà mình không cho trèo lên mái nhà. Mình vẫn sẽ chọn vẽ trên nóc nhà, tại vì nếu mà có cái máy bay đi qua thì có thể thấy là có lá cờ Việt Nam ở trên đấy. Cũng không nhất thiết là phải sơn lên nóc nhà hình cờ Việt Nam, mà mình có thể chỉ là mình thể hiện bằng cách mình viết một bài văn thể hiện yêu nước và đăng lên trên mạng, hoặc là mình chỉ cần gọi là giơ cờ ở trước cửa nhà là được rồi. Sẽ vẽ ở tường để cho mọi người biết là mình là một con người Việt Nam. Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc, dù là dưới hình thức sáng tạo nào thì chúng ta hãy cùng nhau thể hiện lòng yêu nước các bạn nhé. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tin tức tuần sau.